đồng bào các dân tộc và cán bộ chiến sĩ Việt Bắc đã luôn luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, trung dũng của khu căn cứ cách mạng. Đó là lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư khen quân và dân quân khu Việt Bắc trong những ngày tháng đầu năm 1968. Thân ái gửi đồng bào và chiến sĩ quân khu Việt Bắc. Đến ngày 14 tháng 1 năm 1968, quân và dân quân khu Việt Bắc đã bắn rơi 300 máy bay Mỹ, góp phần vào chiến công vẻ vang của quân và dân Việt Bắc, bắn rơi hơn 2.700 máy bay Mỹ. Đồng bào các dân tộc và cán bộ chiến sĩ Việt Bắc đã luôn luôn nêu cao truyền thống đoàn kết trung dũng của khu căn cứ cách mạng. Đăng trên báo Nhân dân số 5034 ngày 22 tháng 1 năm 1968, trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ đã và đang bị quân và dân cả nước ta đánh tan từng bước, đánh đổ từng bộ phận, lực lượng kháng chiến phát triển nhanh chóng, miền Bắc xã hội chủ nghĩa đang tỏ rõ là hậu phương vững chắc của tiền tuyến miền Nam. Kính gửi ông Rajendra Prasad, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ. Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc Tổng thống lời chúc mừng nồng nhiệt và kính chúc chính phủ và nhân dân Ấn Độ thu được nhiều thắng lợi mới trong việc xây dựng một nước Ấn Độ ngày càng giàu mạnh. Kính chúc Tổng thống năm mới mạnh khỏe và chúc tình hữu nghị Việt Ấn ngày càng phát triển. Là lời trong bức điện, Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng Tổng thống Ấn Độ nhân dịp năm mới 1957, đăng trên báo Nhân dân số 1054 ngày 23 tháng 1 năm 1957. Trong bối cảnh cách mạng Việt Nam được sự ủng hộ giúp đỡ của nhiều nước trên thế giới, trong đó có sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân Ấn Độ. Chiến sĩ thi giết giặc, đồng bào thi tăng gia, năm mới thi đua mới, thắng lợi ắt về ta. Là lời trong bài thơ chúc Tết nhân dịp xuân Nhâm Thìn năm 1952 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên báo Nhân dân số 42 ngày 24 tháng 1 năm 1952. Trong thời điểm dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta tiếp tục giữ thế chủ động, tiến công liên tục, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích rộng khắp. Phải có một quân đội đánh giỏi và một hậu phương vững chắc. Mỗi một người công nhân, mỗi một người nông dân đều phải biết đánh giặc, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết Lenin dạy, đăng trên báo Nhân dân số 161 từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 1 năm 1954. Đây là thời điểm quân và dân ta đang mở các chiến dịch lớn, tiến công địch ở khắp các chiến trường. Kế hoạch Nava của thực dân Pháp đang trên đà phá sản. Cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết định. Cần phải tập trung sức mạnh tổng lực của lực lượng, quân sự hùng mạnh và nguồn hậu cần tiếp tế hùng hậu để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến. Để thực hiện từng bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nhằm đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cán bộ và công nhân ngành công nghiệp phải có quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1961, làm đà cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói chuyện tại Hội nghị Công nghiệp toàn miền Bắc ngày 26 tháng 1 năm 1961, đăng trên báo Nhân dân số 2505 ngày 27 tháng 1 năm 1961. Trong thời điểm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Bắc đang tiến hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ nhất theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng. Các em là đội cảm tử, các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô ngày 27 tháng 1 năm 1947. Các em là đội cảm tử, các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại. Cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau. Sau hơn một tháng thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, toàn thể nhân dân Việt Nam dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng đã và đang tập trung mọi lực lượng tinh thần và vật chất để chống thực dân Pháp xâm lược.
bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi cán bộ chiến sĩ Bộ đội Thông tin Liên lạc ngày 28 tháng 1 năm 1969, nhân dịp Bộ đội Thông tin Liên lạc mở Đại hội thi đua lập công, bác căn dặn đã có cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa, phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới.